bắt răng toàn bộ dựa trên những ưu tiên về yếu tố chức năng và thẩm mỹ. Quy trình làm việc kỹ thuật số và thường quy sẽ được trình bày với mục đích là cải thiện về mặt kết quả giao tiếp giữa lâm sàng và labo nhằm tiếp cận các ứng dụng công nghệ các cam mới. Những giải pháp hàm phủ từ chi tiết tới tổng quát, từ các ứng dụng răng thật với những cái giải pháp ứng dụng trong răng thật với các giải pháp dựa trên chân răng trực tiếp với hàm phủ implant và kết nối thanh băng. Well, good morning to everybody. My name is Emiliano Ferrari and I'm speaking from Italy. I'm very proud to be here today, spending this 1 hour, more or less, because I've been 2 times in Vietnam, spending time with friends and being with colleagues. And I know the love you have for odontostomatology. So it's really, really proud for me to be here and speaking with you to try to share my daily experience. This lecture will be long, something like 1 hour, more or less. And we will talk about prosthesis. We will talk about what I do every day in my office. And I will try to share with you the procedement we used when we have to realize full mouth rehabilitation or sometimes also little one. We have to introduce the situation talking about some characteristic related with the edentulism. Edentulism is a pathology that give us a consequence related with aesthetics, related with hard tissue and with soft tissue. The consequence related with the aesthetics are the one that you can see in the picture. It's the changing of the shape of the face of our patients. Because the losing of the teeth is the losing of vertical dimension. And in that way, of course, we lose also the original aspect of the face of the patients. But most important are also the consequences on the hard tissue. Because we have a different direction of resorption of mandible and maxilla. And for that reason, we have the development of a mandibular third class. And this is a very important thing to keep in mind when you have to check the kind of rehabilitation give to your patients. The third family of consequences are very important because they influence the possibility to realize removable rehabilitation. Because all these problems give instability to our removable rehabilitation because we lose the adherence situations of our acrylic on the soft tissue. So, when we talk about edentulism, the first things we think to solve the problem is a denture. But the problem of the denture sometimes is the stability. There's a lot of factors that are in use when we talk about the retention of complete denture. But specifically, we have two family of factors very important. The one related with the saliva, so the interfacial forces, the forces between the surface of the gum and the surface of our, the polished surface of our denture. Secondary, we have a factor related with the đánh bóng của hàm gà. Cái nhóm yếu tố thứ hai and we have to check and lưu giữ hàm gà là đó là cái hệ thống cơ miệng mặt. Vậy thì chúng ta nên chuyển một cái cục hàm gà cũ và như vậy thì một cái hàm giả tháo lớp toàn phần hoặc là bán phần sẽ được
with the correct construction of the dentary itself. Tương đỡ bởi cả dentition is something that we can give using a retentive device on teeth or on implant. And during this lecture, when we will talk about implant để giữ phục hình, systematic that you can use also on natural teeth or on implant. Vậy thì những cái phục hình này có thể được lưu giữ ở trên implant hoặc là trên miếng tự nhiên. And using implant for the retention. The second family using implant both for retention and for support. So implant are split. Vậy ở đây có hai loại hàm phụ, một cái loại hàm phụ là nâng đỡ bởi mô và implant, thứ hai là nâng đỡ và lưu giữ bởi implant. Soft tissue, but work only on this hard structure. Are two different kinds of overdenture, very, very different. First is really, really a removable kind of rehabilitation. Secondary, it's something khác nhau. Phải đầu tiên, sự là rất là khó lắm. Còn cái thứ hai là có thể là một số ưu điểm hơn. Trong y văn thì chúng tôi ghi nhận có nhiều yếu tố liên quan đến việc quyết định lựa chọn phục hình. Because often patient's desire is to have a nhớ là fixed rehabilitation can give us some mistake if there's no thường là muốn làm phục hình cố định, nhưng mà phục hình cố định thì có thể là không tốt chứ không đủ tốt để làm. Thì có nhiều yếu tố trong và ngoài miệng sẽ ảnh hưởng đến literature that it's something really important to understand. Và các bạn có thể tìm thấy những cái bài báo trong the patient desire of a cái bài báo này thì họ nói về khi nào chúng ta cần thỏa mãn mong muốn của bệnh nhân là làm phục hình cố định, và khi nào tốt hơn hết thì chúng ta nên chuyển hướng làm trong thực hành lâm sàng hàng ngày thì nhận thấy là có ba nhóm yếu tố đặc biệt quan trọng để ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định. Đầu tiên đó là cạn xương. Yếu tố sinh cơ học là cái đầu tiên đó là hình dạng mặt, nó sẽ liên quan đến cái lực cắn. Tại vì bạn biết là có nhiều bệnh nhân có dạng mặt ngắn đó, thì những bệnh nhân này sẽ có lực cắn mạnh hơn. Và bạn cần phải nhớ là chúng ta phải xem xét cái hình dạng mặt của bệnh nhân. Và chúng ta phải xem xét về cái hình dạng mặt. Và đặc biệt việc quan trọng là vật liệu thích hợp, cái yếu tố liên quan tiếp theo đó là liên quan tới sinh cơ học, đặc biệt là khi liên quan tới nhiệt bói. Chúng ta muốn làm định mà chúng ta không có đủ mô nâng đỡ là trên implant. Vậy chúng ta phải làm một cái gì đó để có thể kéo dài ăn nhai phía sau cho bệnh nhân. Những cái nhiệt đó đó rất là quan trọng và hữu ích, nhưng mà có nguyên tắc tôn trọng đó là không nên làm cái nhiệt đó quá dài để tránh làm gãy cái nhiệt đó hoặc là phát sinh những cái vấn đề sinh học cái nhiệt đó liên quan đến cái liên quan của bạn đặt. Vậy là cái khoảng cách giữa cái implant phía trước và cái phía sau, cái khoảng trước sau đối với cái hàm trên, các bạn có thể sử dụng tỷ lệ 1:1 trong cái nhiệt gói, còn đối với hàm dưới thì cái nhiệt gói có thể là tỷ lệ 1:1:2 so với cái khoảng sau. Tại vì cái xương hàm dưới thì nó cứng chắc hơn, do đó nó có thể chịu được cái nhiệt bói dài hơn so với trên. Cái nhóm đặc điểm thứ ba liên quan đó là tương quan xương. Do
đó là gặp trước đây thì đa số các bệnh nhân mất răng toàn bộ thường có 2-3 xương. Nếu như mà bệnh nhân còn răng thì thường là tỷ lệ mà có 2-3 xương là khoảng 10%. Bạn hiểu rằng khi bạn điều trị những bệnh nhân mất răng toàn bộ thì cái tỷ lệ này sẽ tăng hơn rất là nhiều. Vì sao như vậy? Tại vì khi bạn mất răng thì xương ổ răng và chỉ còn cái là ở bên dưới và cái hướng tiêu xương của xương hàm trên khác xương hàm dưới, nên bạn sẽ có dạng tiêu xương hướng tâm ở hàm trên. Còn đối với hàm dưới thì khi bạn mất răng và xương ổ răng thì bạn sẽ có dạng tiêu xương ly tâm. Vậy kết quả cuối cùng dẫn đến là cái phần là xương còn lại để cho bạn một cái tương quan xương hàm ba. Như vậy cái kết quả bạn muốn đem lại cho bệnh nhân không chỉ là cái kích thước rộng mới mà còn phải thay đổi được nét mặt nhìn nghiêm của bệnh nhân. Và đôi khi bạn phải đối mặt với cái vấn đề là dạng xương của hàm trên, tại vì có thể là nó cần thêm cái mô để nâng đỡ cho cái nét mặt nhìn nghiêm của bệnh nhân. Trong cái hình này bạn thấy hợp lâm sàng ở bên trái, bạn thấy có vị trí đúng để nâng đỡ vị trí. Typical third class situation. Phải thì bạn thấy là có một cái sự một cái khoảng cách lớn giữa cái vùng xương ổ và cái vùng dịch cái răng. Vậy thì bạn phải làm sao, bạn phải lắp đầy cái khoảng này với cái phần mình bạn định đặt vào. Như vậy buộc bắt buộc bạn phải chọn cái phần mình tháo lắp. Để mà lắp lại cái khoảng trống này bằng cái hình dàm hình trụ. Có một cái bài báo rất là hấp dẫn trong y văn đã giải thích làm cách nào để bạn lựa chọn được tháo lắp này của tình cho bệnh nhân, và nó liên quan đến một cái góc người ta gọi là góc nguyên phục hình. Cái góc này càng lớn thì tiên lượng càng tốt. Bạn có thể nghĩ đến một cái phục hình cố định trong trường hợp này vì bạn hiểu rằng cái góc này nó sẽ liên quan đến cái vị trí mà bạn đặt trong cửa. Tôi không thể tính quá chi tiết về cái bài báo này, nhưng điều bạn cần phải hiểu là nếu trục răng cửa và trục xương càng giống nhau thì cái góc nó sẽ càng nhỏ. Như vậy nếu dưới 30 độ thì chỉ định một phần tháo lắp sẽ tốt hơn. Nãy giờ tôi đã giới thiệu với các bạn một số quan điểm, thì tôi sẽ nói cho các bạn về phục hồi cố định và tháo lắp. To go with different solution. We will see over dentures simple, retained by tooth or by implant. We will see over dentures retained sẽ thấy được hàm phủ được lưu giữ đơn giản trên thân mặt implant, hàm phủ nâng đỡ và lưu giữ trên implant, và cuối cùng là xem một số ca có hàm phủ cố định. Ca đầu tiên là một cái ca rất là đơn giản mà bạn có thể gặp hàng ngày trong thực hành lâm hàng ngày. Cô này là một bệnh nhân. Với cái hàm giả toàn hàm ở hàm trên. Và những cái răng không giữ được ở hàm dưới.
thể là không phải tất ra tất cả các răng đều không giữ được, tại vì nếu như chúng ta kiểm tra trên phim X quang the solution can be to denture upper and lower, but we can use the remaining natural thì cái phần răng đỡ của chân răng bên không tệ lắm. Chính vì vậy phương án này có thể làm là hai cái hàm giả hàm răng và sử dụng một số cái chân răng tự nhiên để làm phần lưu giữ cho hàm giả. Vì ở hàm dưới thì theo tôi hạn chế việc nhổ răng cho bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng những cái răng này sẽ có thể lưu giữ cho các bệnh nhân sau này của tôi. Trong tất cả các ca lâm sàng tôi trình bày khác ngày hôm nay thì tôi sẽ cho các bạn thấy cùng cái quá trình và một cái cách làm việc. Đầu tiên tôi sẽ ghi nhận thông tin của bệnh nhân để nghiên cứu và lên kế hoạch điều trị. Sau đó tôi sẽ tiến hành phẫu thuật và implant. Bao giờ tiến hành phẫu thuật đặt implant nếu như các bạn chưa biết được cái vị trí để đặt. Như vậy, ghi nhận thông tin của bệnh nhân có thể là sử dụng khuôn mặt. Và đôi khi có phải thể phải sử dụng để ghi cái tương quan trong điều kiện không ảnh hưởng bởi cơ xung quanh. Đây là một cách để ghi tương quan tâm mà bạn có thể xài hoặc là không xài, nhưng nếu mà bạn xài thì bạn sẽ kiểm tra được sự khác nhau của tương quan tâm lấy bởi trắng và tương quan tâm lấy bởi cung cơ tích. Tại vì tôi muốn nhắc lại với các bạn là cung cơ tích để cho bạn tương quan tâm không liên quan đến thói quen cơ của bệnh nhân. Khi chúng ta ghi nhận được tất cả những cái thông tin này, chúng ta sẽ bắt đầu. Và chúng ta sẽ có cái vị trí the delivery of the pre-extractive provisional of course best vậy thì chúng ta sẽ nhổ trước. So in this case we extract the two central incisors and we maintain nhổ hai cái răng cửa giữa và giữ lại bốn cái chân răng and we treat and the canal treatment cái răng giữ lại bị nổ nha. Sau đó là gắn cái khóa cài giải thấp vào trong chân răng bằng cái xi men hay còn gọi là cái OT bridge. Bạn sẽ thấy tôi sử dụng cái khóa cài này cho dù là ở hàng tháo lắp hoặc cố định. Đối với hàm tháo lắp, tôi có thể sử dụng khóa cài này để lưu giữ phần bên ngoài của khóa cài. Khóa cài này you can imagine the same work of retention và bạn done by a pivot sphere. In this case, có thể tưởng tượng nó giống như là một cái khóa cài vi trên chốt chân răng. Và trong trường hợp này bạn sẽ có một cái khóa cài với cái vùng lưu giữ ở trên cùng vị trí đó và điều này sẽ tiết kiệm cái khoảng phục hình. Như bạn thấy trong hình này, một đặc điểm khác của khóa cài là nó có cái phần ren ở bên trong. Như vậy bạn có thể vặn một cái gì đó vào trong cái khóa cài và tôi sẽ chỉ cái phần này ở sau đó. Như vậy khi bạn giao phục hình lại, bạn có thể ngay lập tức sử dụng khóa cài này để lưu giữ và bạn để cái phục hình tạm trong miệng bệnh nhân trong vòng vài tuần hoặc vài tháng để bệnh nhân có thời gian để quen với việc ăn nhai bằng cách sử dụng hình tạm. Và khi bạn thấy hài lòng về mặt chức năng và thẩm mỹ phục hình tạm,
nghĩa là có những cái chỉnh sửa nhỏ trong quá trình bệnh nhân đeo thử phục hình tạng trong vòng vài tuần hoặc vài tháng. Bạn sẽ chắc chắn về những cái đặc điểm thông tin của phục hình tạng. Lúc này bạn có thể tiến hành làm một cái khắc sao phục hình tạng. Và sau đó bạn có thể sử dụng những cái hàm sao này để lấy dấu mô mềm như là một cái khay lấy dấu cá nhân của bệnh nhân để lưu lại những thông tin liên quan đến tư quan hai hàm hay còn gọi là ghi dấu cắn. Bằng cách này thì chỉ cần một bước bạn có tất cả những thông tin cần ghi nhận và tiến hành làm một hình cuối cùng. Như vậy bạn sẽ tốn thời gian hơn để làm phục hình. Cho dù bạn tốn nhiều thời gian hơn một chút để đợi phục hình tạm thực hiện chức năng, nhưng cuối cùng chỉ cần trong một lần hẹn thì bạn có thể lấy hết tất cả thông tin và tức là phục hình cuối cùng. Dĩ nhiên là nếu như mà bạn sử dụng cái này, bạn phải gắn xi men vào phần răng còn lại. Và cái hướng của cái vùng lưu giữ nó sẽ liên quan đến hướng của cái chốt chân răng và bạn không thể thay đổi nó. Như vậy nếu chân răng có sự phân biệt thì chúng ta sẽ dùng công cụ là smart box. Đó là một cái phần thay được và nó sẽ khớp với cái khóa cài để tạo sự vững ổn của phục hình trong những trường hợp có sự phân biệt nhiều như vậy. Như vậy là rất là dễ sử dụng và thực hiện. Trong ca lâm sàng mà chúng tôi gặp hàng ngày ta có thể giữ lại những cái chân răng tự nhiên, thì theo tôi là rất là quan trọng trong những ca như vậy để giữ vững phục hình sau cùng. Ở một số trường hợp khác thì tôi đã sử dụng khóa cài giống như vậy cho phục hình tạm, nhưng trong ca lâm sàng thứ hai, ở ca này nó cũng là một cái ca khó lấp và cái overdenture phần phủ trực tiếp lưu giữ trực tiếp liên quan. Ở cái ca này thì tôi cũng có dùng cái chân răng học thoại để cho cái phục hình. Đây là một cái ca mà bệnh nhân có cái vấn đề về bất hài hòa và mất cái thức giọng. Cho nên đó là bệnh nhân bị rối loạn chức năng. Trong ca này tôi tạm đợi lâu hơn trước khi mà mình làm một cái phục hình sau cùng. Thức ăn thì tôi làm một cái phục hình tạm và ở một vài ca thì nó có thể nhiều hơn một. Ở đây mình có thể thấy được là cái vấn đề về cái thức giọng. Và đó cũng là cái vị trí của cái hàm do cái tình trạng của cái răng ở cái hàm và cái tình trạng cái hàm cổ trên. Bệnh nhân mang nó trong một thời gian dài nhiều năm có loạn chức năng. Bây giờ mình phải sửa cái vấn đề đó với lại cái phục hình mới. Trên cái hình này thì mình sẽ thấy nó là ở hàm dưới là toàn bộ là những cái răng mà nó không còn một cái hy vọng gì. Hàm trên nó là hàm mất răng toàn hàm và hàm dưới là còn những cái răng mà nó mất lịch. Nên nó là cái kế hoạch là mình sẽ đặt những cái implant và mình cho bệnh nhân đeo cái hàm cũ, hàm trên và hàm dưới. Như các bạn đã thấy thì tôi có gặp những cái đường đó hai cái chân răng đó mình có thể giữ lại được cho trong chút chút và mình dùng nó để lưu giữ cho cái phục hình tạm. Như thường lệ thì mình sẽ lấy dấu và mình luôn phải thu thập những cái thông tin, sau đó mình sẽ bắt đầu mình làm cái phần tạm đầu tiên ở cái hàm dưới. Cái ngày mà giao hàm á, thì mình có thể làm giống như là nhổ cái ca mổ. Mình nhổ những cái răng hopeless đi
và giữ lại những cái chân răng còn lại mà không có muốn dùng. Ở cái điểm ở thời đó, lúc đó thì mình sẽ nội nha và mình dùng dùng cùng một cái phục hình đó, cái một ở cái ca đầu tiên, và sau đó mình sẽ giao cái phục hình tạm cho bệnh nhân. Ở cái hàm trên thì đó là toàn hàm, cái hàm dưới thì là cái hàm tạm đầu tiên cho cái việc lưu giữ trên cái chân răng thật còn lại. Bằng cách đó thì mình không có bắt đầu bằng cách sửa cái sai chức năng của bệnh nhân, và mình giữ lại cái tương quan hai hàm nó như vậy. Do đó là mình ở thời điểm này là mình đợi sau khi mà phẫu thuật, và cái trong cái thời gian đó thì mình kiểm tra cái trạng tự của bệnh nhân. Và với cái hàm tạm thứ hai thì mình sẽ đánh giá lại cái vấn đề. Khi phục hình đó thì mình sẽ làm cái phẫu thuật thay thì đặt cái implant, và sau đó mình đợi lần thương sau 3 tháng. Ở hàm dưới thì mình cũng làm cái phẫu thuật thay thì, nhưng mà tới cái thời cuối cùng của phẫu thuật thì mình sẽ có cái những cái chân răng còn lại để nâng đỡ, và mình tránh được cái việc đau cho bệnh nhân, bởi vì những cái phục hình tạm này nó không có làm thay đổi cái sự lành thương của mô mềm. Đó là một cái ưu điểm. Trong cái thời gian mà chờ lành thương implant thì mình làm cái phục hình tạm thứ hai, mình cũng dùng cái hàm cũ ở bệnh nhân ở hàm trên đó, và cái hàm tạm đầu tiên ở hàm dưới đó làm cái thay cá nhân, và mình thực hiện cái lúc đó mình sẽ làm một cái phục hình tạm thứ hai. Và cái hàm tạm này thì mình bắt đầu mình sửa cái sai chức năng của bệnh nhân. Khi tạm thấy đó thì mình đã có cái đường giữa và cái dọc mới cho bệnh nhân. Có một cái số cái vấn đề ở cái các vùng trước, nhưng mà chắc chắn là đây là một cái bước rất là tốt để bắt đầu sửa chức năng. Sau khi mà chờ 3 tháng thương thì mình bắt đầu cho cái phẫu thuật thì hai cùng thời điểm đó, thì cái hàm trên và hàm dưới, và sau đó sau 3 tháng thì mình sẽ dùng cái khóa cài giảm thấp cho cái sự lưu giữ của cái hàm tạm thứ hai. Mình sẽ chọn là có dùng cái thanh nối hay không để liên kết các implant hàm trên sau, và cái việc làm cái thanh nối đó nó cần khoảng ca này thì nó không có khoảng. Trong cái implant á thì chúng ta thấy là không có cái sự khác biệt về cái sự tồn tại giữa cái implant mà được ở hàm trên mà được nối với nhau hay là không được nối với nhau. Và nếu mà mình nếu mà tôi có đủ cái quả phục hình đó thì tôi cũng muốn làm liên kết cái implant lại với nhau, có cái kết quả sau cùng nó tốt hơn. Ca này thì không có đủ quả. Bây giờ mình lấy dấu giống như cái ca đầu tiên, sau đó mình sẽ replicate cái mình sẽ sao ra cái phục hình tạm thứ hai, và mình cùng thời gian đó thì cái hàm hàm trên, và mình ghi tương quan giữa hàm trên và hàm dưới. Đây là cái hàm sau cùng. Làm hàm sau cùng như thế nào thì bây giờ mình sẽ có những cái thông tin để mình bắt đầu mình làm cái hàm sau cùng. Sau đó là mình thử cái hàm lở trên răng đó với về cái phát âm và thẩm mỹ. Nếu mà mình thấy ổn hết rồi thì mình sẽ làm cái
Nó rất là quan trọng khi mà mình làm cái hàm overdecker nó trực tiếp lên implant, và đó là nó tốt hơn là mình phải làm một cái khung kim loại. Bởi vì cái overdenture đó nó sẽ gãy trực tiếp trên cái đầu của cái khóa cài. Do đó là cái lý do mà mình phải cần làm một cái khung kim loại. Nó rất là dễ, không có tốn kém, và nó giúp bảo vệ cái cơ học cho cái trong cái quá trình nhai của bệnh nhân. Đây là cái sau cùng với cái và implant do không có đủ cái răng tự nhiên gần lại thì ta có thể đạt được, làm cái phục hình nó đạt thẩm mỹ và chức năng. Mình thay đổi được cái profile của bệnh nhân và cung cấp được và không chỉ cái phần răng mới mà còn có nét mặt nghiêng mới. Cái lâm sàng cuối cùng là phủ trực tiếp trên implant mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó là việc thực hiện một cái hàm phủ tại lực tức thì. Và dĩ nhiên đây là một lựa chọn thôi. Nếu như bạn có trường hợp của xương và cái tình trạng tương quan của hai hàm tốt, đây là một trường hợp bệnh nhân muốn có một phục hình ở hàm dưới. Như bạn thấy là anh ta cũng có vấn đề ở hàm trên, tại vì tất cả những cái đường nó đều không có đúng. Như vậy kế hoạch đặt ra đó là làm bàn hàm ở hàm trên và phục hồi bán hàm ở hàm dưới. Như vậy cái phục hồi bán hàm hàm dưới sẽ được làm giống như một cái hàm phủ, và tôi quyết định sẽ giữ lại những cái răng tự nhiên này vì nó vẫn còn tốt, đồng thời thấy nâng đỡ cũng tốt. Như vậy kế hoạch sẽ là tám phần được lưu giữ bởi hai implant. Đầu tiên chúng tôi sẽ ghi nhận thông tin của bệnh nhân để làm cái hàm tạm. Cùng với lúc làm hàm tạm, tôi sẽ tiến hành làm hàm sau. Chúng tôi như là một cái máy hướng dẫn phẫu thuật, nhưng đồng thời cũng giống như là một cái khẩu để chụp con tim CT. Bằng cách này tôi đã nghiên cứu và quyết định được cái vị trí đặt implant cũng như là chiều dài đường kính và cái loại implant. Trong trường hợp này tôi có thể có đủ xương ở trong điều kiện tốt để đặt hai cái implant mà không cần lật vẹt và sử dụng nó như là lưu giữ trực tiếp cho phục hình. Tiếp theo là tôi sẽ cho các bạn thấy một cái đoạn video cho thấy cái quy trình phẫu thuật và đến cái thời điểm giao hàm cuối cùng. Thank you.
You have seen that at the end of the surgery. Như vậy như các bạn thấy khi kết thúc phẫu thuật, tôi đã sử dụng cùng loại hóa dài. Và các bạn đã thấy ở cái ca đầu và cái ca thứ hai, đặc biệt là ở ca thứ hai, vì cái hóa dài này chuyên dụng cho implant thì sự tồn tại của implant tại lực tức thì ở hàm dưới thì cũng tương tự như là ở tại lực để. Đây không phải là cái công việc mà tôi làm thường ngày với một cái ca như thế này. Có đủ xương để đặt implant ở vị trí dự tính và nó đối xứng ở bên trái và bên phải. Tôi có đủ mô nướu để tiến hành làm phẫu thuật không tập vàng. Điều này sẽ tránh được cái sự làm mô mềm sau phẫu thuật. Điều đó sẽ làm cản trở cho việc giao hạt tạng sau phẫu thuật. Yếu tố thứ ba mà tôi giữ các răng tự nhiên còn lại, và điều này sẽ tránh được một số chuyển động gây nguy hiểm cho việc ảnh hưởng của implant. Tại vì răng tự nhiên còn lại sẽ cho chúng ta cái hướng lắp của hàm dưới, và bằng cách đó sẽ có thể tránh những cái chuyển động xấu lên cái phần đầu của hóa cài, ảnh hưởng đến thời gian tồn tại của implant. Như vậy sau phẫu thuật chúng tôi ngay lập tức gắn cái hàm tạng và tôi đã đợi 2 tháng để làm một hình xong. Đang ở hàm dưới. Khi làm một hình cuối cùng thì chúng tôi tiến hành lấy dấu và làm cái khuôn kim loại như cái ca ở trên. À, ca này chúng tôi làm theo phương pháp kỹ thuật số. Laser cái khuôn kim loại. Nhưng mà bạn cũng thể đúc cái khuôn thông thường. Không có sự khác biệt giữa việc bạn tiến hành làm theo phương pháp kỹ thuật số hay phương pháp truyền thống. Nhưng mà điều quan trọng là cái hình dạng của cái khuôn kim loại. Tại vì nó không phải chỉ để giúp lưu giữ và khích xác với những cái răng thật còn lại trên khuôn hàm của bệnh nhân. Đây là cái hình ảnh mà lên răng của hàm trên hàm dưới của phục bao gồm trên mẫu hàm và khi thử trong miệng. Và khi chúng ta không hài lòng, chúng ta có thể chỉnh sửa một chút. Ví dụ như chúng ta chỉnh ở răng chuỗi giữa, và sau khi thay đổi xong thì chúng ta làm cái phục hình sau cùng. Và đây là cái phục hình sau cùng được giao. Chúng tôi sử dụng cái phần âm khóa cài để thực hiện cái chức năng lưu giữ trên implant. Và đây là cái phục hình ở trên miệng. Như vậy đây là cách làm mình khó lắp lại lực tức thì tôi không có làm những cái ca giống như vậy thường ngày. Và đây cũng không phải là tôi điều mà tôi gợi ý bạn nên làm trong thực hành lâm sàng của bạn. Đôi khi trong một số trường hợp khi mà bạn thấy điều kiện thích hợp thì tôi nghĩ rằng bạn có thể làm hài lòng bệnh nhân và cũng như làm thay đổi cái nét mặt của bệnh nhân ngay sau khi phẫu thuật. Cái ca thứ tư thì nó có một vài chế điểm khác. Nó cũng là một cái phục hình tháo lắp. Nhưng mà nó được nâng đỡ bởi cái thanh nối. Mọi thứ bắt đầu từ cái lần đầu tiên bệnh nhân đến với cái cố định ở trong ở hàm trên. Nhưng mà khi mà tôi kiểm tra cái tình trạng của bệnh nhân á, thì tôi thấy là không có xương ở cái phía sau. Và nhưng mà đổ xương ở cái vùng ở phía trước, cho nên là tôi làm cái nếu mà tôi đi làm cái hàm cố định thì tất nhiên là mình phải cần có cái nhịp nói
và bệnh nhân có khoảng chừng 10 đến 20 răng cho hai hàm. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai, nhân cần phải thay đổi cái nét mặt hình viên. Nếu mà các bạn nhớ trong cái bài báo á, thì muốn thay đổi cái profile của bệnh nhân á, thì cần có cái đủ cái nâng đỡ của cái môi trên. Tôi không có chắc á, là chúng tôi có thể làm được với cái phục hình phẫu thuật hay không. Với lý do đó, tôi làm vậy thì đầu tiên tôi cũng lên cũng phải quá tăng và sau đó mình kiểm tra cái vị trí dự định của cái răng cửa sau cùng. Cái mà nó có thể thay đổi cái profile của bệnh nhân. Và trong cái hình này thì thấy là cái khoảng có cái khoảng rất là lớn giữa cái vị trí của răng cửa và cái vị trí của implant. Do đó trong cái ca này thì cái phục hình cố định nó không phải là cái lựa chọn đầu tiên. Cái lựa chọn đầu tiên nó phải là cái phục hình có lắp mà được nâng đỡ trên thanh ba. Cho nên là một cái kết quả với cái phục hình cố định mình tháo lóc nó có khả thi hơn và nó cho cái kết quả tốt hơn về cái profile của bệnh nhân. Bây giờ mình quyết định đó là mình làm cái loại cái phục hình nào với cái việc đặt vị trí của implant và như đó, cái vị trí cuối cùng của cái implant ở phía xa. Tôi nghĩ đó là cái vị trí của cái răng số 4, nó không thể là ở phía sau hơn nữa. Trong cái trong tình trạng này thì mình có thể đặt 12 răng. Có nhiều nói trong cái ca này thì mình sẽ làm tại lực với phẫu thuật implant 2 thì sau khi mà mình làm thương 3 tháng thì mình làm cái phẫu thuật thì 2 và mình đặt cái cùng một loại cái khóa cài. Ở đây thì cái screw mà làm thương thì nó được làm giống như là một cái lưu giữ cho cái phục hình tạm, cho cái phục hình phủ ban đầu tiên. Và nó rất là quan trọng khi mà mình vặn vào một cái gì đó vào trong implant và mình không được tháo nó ra. Bởi vì khi mà mình vặn vào cái ở bên mình đó, thì mình có cái thành cái liên kết biểu mô và nó hình thành nên một cái rào để kháng cái khuẩn. Khi mà một lần mà mình tháo cái ở bên mình nó ra thì mình mất đi một phần của cái hàng rào này. Và nếu mà mình tháo cái nó ra khoảng 3-4 lần thì mình sẽ mất hết toàn bộ cái hàng rào mà này. Cái đó trong cái những ca này á, thì mình sẽ dùng cái screw nó khi mà cái phẫu thuật thì thứ hai và mình không có vặn cái bít đó ra nữa. Đó là cái giải pháp tốt nhất bởi vì nó hình thành nên được cái hàng rào bảo vệ và nó tránh được cái việc mất đi cái hàng rào đó. Đây mình có thể dùng những cái khóa cài này như là một cái screw lằn thương và chúng ta có dùng nó để cho cái lưu giữ của cái phục hình tạm. Như vậy thì mình sẽ làm một cái thanh nối trên cái đầu của các cài này mà không có tháo cái nó ra. Mình không có phải là lấy dấu implant mà mình chỉ lấy dấu cái phần đầu của cái khóa cài. Để làm được như vậy thì làm cái khai cá nhân mình lấy dấu chính xác với cái trụ lấy dấu bằng bít, cái anh analog chuyên biệt là mình cùng với bất kỳ loại implant nào. Do đó là với cái loại khóa cài này thì mình có thể rất là dễ sử dụng và mình không cần biết được là cái implant đó là của hãng nào. Và mình cũng không cần thay đổi cái loại khóa cài nữa. Sau khi mà mình lấy dấu thì cái quan trọng đó là mình phải là thường đó là tôi phải vặn cái nó vào trong implant để
mình làm để tôi làm cái khóa định vị plan. Cái khóa định vị này có làm ở trên cái mẫu hàm làm việc và từ cái labo và tôi ở trong cái lâm sàng thì tôi thử cái khóa cài khóa định vị này ở trong miệng. Nếu mà hai cái mà nó giống nhau á, thì chứng tỏ là cái việc lấy dấu của tôi nó chính xác. Và nếu mà tôi có một cái lỗi nào đó thì tôi phải ngừng lại cái công việc của tôi và tôi phải lấy dấu lại. Do đó là cái khóa định vị implant này nó làm không tốt và nó sẽ gây ra cái vấn đề lớn hơn cho cái sườn, cái khung sườn sau này. Cái phục hình sau cùng mình làm theo cái cách này, mình sẽ làm cái wax trước khi phẫu thuật, sau đó mình scan cái wax và mình scan cái mô mềm, scan cái vị trí của implant, sau đó mình có thu thập được những cái dữ liệu để mình thực hiện cái phục hình sau cùng với cái kỹ thuật số ở trong lab. Và mình thiết kế được cái thanh nối thứ nhất và thứ hai, tức là cái thanh nối và cái cấu trúc trên thanh cùng một lúc, thiết kế thanh nối trước rồi giữ cái thiết kế đó để thiết lập cái cấu trúc trên thanh. Cái thanh thứ nhất đó thì Mulin là cắt tiện, cái thứ hai thì mình hàn laser chỉ có mil ở cái vùng nối. Các khóa cài này nó được dùng để vặn vào cái lỗ của cái thanh nối đã được cắt tiện phía đó. And in this picture that about I told you before, cái hình này như tôi đã nói ở trước. Kế hoạch của chúng ta nó đúng như thế nào khi mà mình lấy dấu mình chính xác của cái thanh nối của mình với cái WhatsApp và mình thực hiện nó trước khi mình phẫu thuật, trước khi mình thử thanh ra. Ở đây mình thấy có cái khoảng lớn giữa cái vị trí của cái thanh nối và tất nhiên là với cái implant và cả cái răng. Trong cái do đó trong cái ca này đặc biệt là chúng ta sẽ có cái khoảng vói trước sau và có rất là nhiều cái khoảng phục hình mà mình phải phủ hết cái khoảng đó, cho nên là trong ca này mình phải làm cái phục hình cố định đó thì nó không phải là một cái giải pháp tốt đúng cho bệnh nhân. Ở hệ thống này mình khóa cái thanh nối trực tiếp trên cái đầu của cái inverter và mình dùng nó nối với lại cái inverter và cái vòng đệm được gọi là cái elastic seeger. Nó là một cái cấu trúc tự động và cái rất là dễ sử dụng. Và đây là cái kết quả. Cái thanh nối và cái hầm phủ trên thanh nối. Cái loại phục hình như vậy thì nó có cái kết quả thẩm mỹ tốt và nó cung cấp được cái sự nâng đỡ cho mô mềm nó tốt hơn so với cái phục hình cố định. Tôi sẽ nói đến một cái trường hợp về thịnh đến phòng khám với những cái răng không giữ được hoặc là có thể không giữ được cái bàn hàm mặt trên và những răng bạn thấy trên phim X-quang thì có thể là đủ xương để đặt và implant. À, kế hoạch được đặt ra là làm bàn hàm hàm trên và phục hình cố định bắt vít trên implant hàm dưới. Đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành ghi nhận thông tin và tiến hành làm lắp tạm. Như vậy trong cái ca này tiến hành bắt đầu từ ca cái mặt phẳng phục hình và lựa chọn cái kích thước dọc mới.
Như vậy chúng ta có những cái thông tin cần thiết. So, as usual, we take a baseball, để làm tạm. Chúng ta muốn nhiều thông tin hơn nên chúng ta vô khuôn mặt để ghi vị trí hàm trên. In this case, we use the Gothic arch to check, và dùng quốc sáp để ghi khoảng phục hình. Đồng thời trong ca này chúng tôi cũng sử dụng cung Gothic để ghi tương quan tâm không liên quan đến ảnh hưởng của cơ. Ngoài ra, chúng tôi cũng kiểm tra cái khoảng trung hòa. Tôi đã trình bày trước đây khoảng trung hòa là một vùng ở hàm dưới. Khi mà ảnh hưởng của lưỡi và má tương tự nhau, như vậy đây chính là vị trí chính xác mà bạn sắp cái răng ở chỗ này để tránh những ảnh hưởng của một môi mô mềm lên sự vững ổn của phục hình. Sau đó tôi tiến hành làm cái acrylic bite và lấy dấu cắn với áp lực cắn hai hàm lại. Và cách này bạn sẽ có cái vị trí ảnh hưởng của mô mềm và bạn chắc chắn là cái răng phải được sắp xếp trong cái khu vực này. Và bạn có cái phục hình cuối cùng vẫn tôn trọng cái khoảng trung hòa của mô mềm. By the way, the lower, đây là thời điểm giao cái hàm tặng đầu tiên. Theo kế hoạch điều trị thì hàm dưới là hàm tạm nhưng hàm trên là cái hàm cuối cùng của bệnh nhân. Và chúng tôi sẽ giao cùng lúc với hàm tạm hàm dưới. Trong hình này, các bạn thấy là các răng được sắp xếp trong cái khoảng trung hòa. Sau khi giao cái hàm tạm hàm dưới thì chúng tôi sẽ tiến hành làm hay lấy dấu cá nhân. Và những cái khai lấy dấu cá nhân này sẽ rất là hữu ích cho cái quá trình phẫu thuật để giúp lựa chọn vị trí đặt implant. Và kết thúc phẫu thuật thì chúng tôi sẽ tiến hành lấy dấu. Như vậy trong video này tôi thấy cái hình ảnh này đặt implant ở cuối phẫu thuật thì chúng tôi tiến hành lấy dấu. Và điều cần chú ý là ở hàm dưới, khi bạn lật bạn thì bạn phải kiểm tra cái bề mặt xương. Tại vì điều kiện lý tưởng là phải có một cái bề mặt xương phẳng. Nơi mà bạn định đặt implant, nếu như bạn không có đủ bề mặt phẳng thì bạn có thể gặm bớt một chút xương. Và những cái xương gặm ra là có thể sau đó được sử dụng để thêm vào những cái chỗ còn thiếu. Và cuối cùng bạn có thể dùng mũi khoan để phải nhẵn lại cái bề mặt xương. Và một điều quan trọng khác là phải xem là có lộ dây thần kinh hay không. Phải đánh dấu cái vị trí lộ thần kinh ở trên xương. Trong trường hợp này chúng tôi có đủ xương phía sau để đặt implant. Vậy cái phương pháp cuối cùng là muốn implant ở vùng răng trước, sử dụng những cái khoảng có thể còn lại sau khi đánh dấu những cái chỗ mà có thể lộ thần kinh. Và đầu tiên chúng tôi sẽ kiểm tra cái vị trí chừa 3mm ở phía trước, vì lý do an toàn phải có cái cắt cái khoảng thần kinh ra. Tại vì đôi khi cái dây thần kinh
nó có thể hơi cong một chút. Như vậy thì để an toàn, bạn nên chừa ra 3 mm đến cái vị trí tương ứng với lại cái chỗ lỗ thông minh. Một cái điều quan trọng khác là nếu như bạn muốn tiến hành cái implant tải lực tức thì bạn phải kiểm tra độ cứng của xương. Tại vì bạn sẽ tải lực tới khoảng 35 Newton. Nếu như sử dụng tải lực tức thì như vậy ở hàm dưới thường chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy phần đôi khi chúng ta cũng phải thay đổi xương hàm dưới để tăng cái lực đặt implant. Và khi kết thúc cuộc phẫu thuật đặt implant, chúng tôi sẽ đặt cái equator trực tiếp và sau đó chúng tôi tiến hành lấy dấu. Đây là hình ảnh khi kết thúc phẫu thuật, chúng tôi tiến hành kiểm tra hàm sau và kiểm tra cái vị trí để khoan một cái lỗ ở trên hàm sau và cố định trụ lấy dấu vào hàm sau. Và đối với trụ lấy dấu vào hàm sau bằng nhựa, ở đây chúng ta kiểm tra vị trí coi có đúng hay không, coi có cứng gì hay không, và chúng ta bảo vệ những cái đường nhĩ khâu với cái đê cao su, dùng nhựa để cố định cái trụ lấy dấu vào cái khay cá nhân. Và ở đây bạn thấy là cái dấu này nó có tất cả những cái thông tin cần thiết để làm cái phục hình. Đây là cái mà tôi gọi là lấy dấu sau phẫu thuật. Tại vì việc lấy dấu được tiến hành sau phẫu thuật đặt implant, chúng ta sẽ có cái thông tin về vị trí đặt implant cũng như thông tin liên quan đến tương quan hai hàm. Với cái việc lấy dấu sau phẫu thuật này thì chúng tôi sẽ tiến hành lên giá khớp để làm đoạn thứ hai. Chuyện này dễ dàng thực hiện được. Và hàm tạm hàm dưới của bệnh nhân sẽ được tăng cường bởi một cái dây titanium được tôn chôn ở trong nhựa. Và đây là cái hình dạng của cái hàm tạm được giao ngay sau khi phẫu thuật. Như vậy thì nó có thể là không có nhiệt bói hoặc là có một ít nhiệt bói. Ngày sau phẫu thuật, chúng tôi giao hàm tạm. Và đây là hình ảnh. Cái hình ảnh hàm tạm trong miệng. Tiếp đến là chúng tôi đợi 2 tháng lành thương như thường lệ. Và sau đó, chúng tôi tiến hành lấy dấu để làm phục hình cuối cùng. Đây là hình ảnh giao hàm tạm thứ hai. Và sau 8 tuần có sự lành thương ở mô mềm và chúng tôi tiến hành lấy dấu sau cùng. Đây là cách tôi thường lấy dấu. Với khay lấy dấu cá nhân và trụ lấy dấu cá nhân để tiết kiệm vật lực lấy dấu và giữ cho cái dấu không bị biến dạng khi mà vật liệu bị co lại. Và tôi thực hiện theo phương pháp kỹ thuật số. Bạn có thể làm giống như vậy bằng kỹ thuật số hay là phương pháp thông thường đều được. Kỹ thuật số thì có thể nhanh hơn và cho phép bạn tra cái khoảng tốt hơn. Dĩ nhiên là bạn có thể làm những điều giống như vậy với phương pháp thông thường, không có gì khác biệt hết. Và đây là vị trí cần đặt
thanh nối trên mẫu hàm làm việc. And this is the precision you must have on your master number and of course the swimmer. You can use inclined screw when you have the use of your hole. Khi mà cái lỗ, mà cái lỗ mở vít lỗ ở vùng vị trí thẩm mỹ như trong trường hợp này. À, chúng ta cần đánh bóng cái bề mặt thanh nối ở vị trí tiếp xúc với mô mềm. Hay là bạn có thể thấy cái bộ cuối cùng là nó cần tôn trọng cái khoảng trung hòa của bệnh nhân. Okay. Okay. I have a last a very short case. That is a case in which I can suggest you something particular. You can do with those kind of attachments. Có một cái ca nó ngắn thôi để các bạn là những cái cài cái ca này đó thì bệnh nhân cái bị gãy cái vít ở trong cái implant. Cho nên là tôi có hai cái vấn đề. Phải lấy cái vít đó ra, và cái thứ hai là mình phải làm cái của mình định mới. Cách mà tôi lấy dấu á, lấy dấu cái implant, hoặc là mình lấy dấu cái phần cấp tiền của một cái gì đó mà bạn được bạn vào trong cái bụng mình. Tôi phải dùng một cái dụng cụ để tháo cái vít gãy đó ra. Và khi mà cái implant nó đã đóng cái vít gãy đó rồi á, nó không còn cái vít gãy nữa, thì mình có thể dùng cái trụ phục hình cá nhân hóa. Cho nên bây giờ thì mình có thể dùng cái equator, nó được dùng cho cái implant mà mình không biết là đó là cái implant nào, tức là cái equator này nó được dùng cho tất cả các loại implant. Chúng ta cần, ở đây bắt đầu làm một cái OT bridge ngắn, nó chỉ có hai răng thôi. Chúng ta có thể cùng với cái cách làm ca trước đó, thì chúng ta thấy là cái inverter nó xuất hiện trên sóng hạt với implant như thế nào khi mà mình lấy dấu, có thể dùng lấy dấu truyền thống như là đã làm với cái phục hình trước đây. Nếu mà mình cái scan cái ví dụ có cái khối tài chuyên biệt này, và sau đó mình tạo ra cái mẫu hàm trên cái máy tính, và mình lưu giữ những cái hình dạng của phục hình, thì ở đây cái mình đặt một cái phần thích hợp đó như là ở những cái ca trước. Và bằng cái cách này thì tôi có thể biết được đó là cái dấu của tôi nó chính xác hay không, và cái hình dạng của mình cuối cùng mình có thể thay đổi tốt, và mình có thể tinh chỉnh được một chút, và cái sau đó là mình có cái phục hình sau cùng, và mình thực hiện cái thiết kế cái khung sườn để mình đặt chiếc lăng tối đa, và mình dán cái áo vít mình lên trên đó. Tiếp đó là mình thử cái sứ thô lên trong lên miệng, và nếu mà mình đã ok với lại cái phục hình với thẩm mỹ và cái tiếp xúc đó, thì mình thực hiện giao cái hàm sau cùng. Như thấy ở trên cái hình đó, thì cái khóa cài loại là nó được cho cái tháo lắp và cố định luôn. Sự khác nhau khi mà mình dùng cho cái tháo lắp và cố định đó là khi mà nó ở cái trong núm thì mình thì tránh được những cái lỗi, và mình có thể thấy được nó có kết quả nó thẩm mỹ hơn. With that is all. We have talked about different kind of rehabilitation. Còn đối với lại những cái tháo lắp mà thì mình có thể thấy được đó là cái phần mà khóa cài đó là nó ở trên núi và nó cho cái sự về lưu giữ. Ở đây mình sẽ thấy là có loại là phục hình hầm phủ đó trên lưu giữ trên chân răng và trên implant, tải lực tức thì, hoặc là cái OT tải lực tức thì, implant mà nó có cái thanh linh có đồng đỡ hay không.
diplomacy à, tôi muốn là các bạn phải lưu ý khi mà mình làm một cái kế hoạch phục hình mình phải có được một cái lựa chọn về cái hình dạng của phục hình đó trước. Mình kiểm tra cái kích thước dọc. Vertical dimension influence available prosthetic space and space in prosthesis is always to choose the correct final variation. With that, I want to thank you for your kind attention. And ngoài ra là nó còn có mình có đủ bản cho phục hình mà cần thiết cho cái lựa chọn của mình hay không?